Thưa quý vị, dưới tác động của rãnh mây dông từ lục địa Trung Quốc đang di chuyển về phía nước ta, trong đêm nay ở khu vực vùng núi phía Bắc, các tỉnh như Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang và một phần của Cao Bằng sẽ có mưa rào và dông. Trong đó ở khu vực Lai Châu, Lào Cai và phần phía Bắc của tỉnh Điện Biên sẽ có điểm mưa to từ 30 đến 50 mm. Sang ngày mai ở khu vực vùng núi phía Bắc nắng nóng chấm dứt, nhiệt độ giảm còn từ 32 đến 34 độ. Trong khi đó, ở khu vực Trung Du và vùng Đồng Bằng vẫn còn xảy ra nắng nóng, nhưng cường độ nóng không còn gắt nữa. Mức nhiệt cao nhất cho ngày mai ở khu vực Trung Du giảm còn từ 35 đến 36 độ, vùng Đồng Bằng ở ngưỡng từ 36 đến 37 độ, cục bộ có nơi 38 độ. Dự báo đến khoảng ngày 23 tháng 6 thì nắng nóng cơ bản sẽ chấm dứt ở miền Bắc. Trong ngày mai, miền Trung tiếp tục có nắng từ sớm, nóng vẫn xảy ra trên hầu khắp các tỉnh thành phố miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Ninh Thuận, với ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Đà Nẵng, duy trì trong ngưỡng nắng nóng gay gắt từ 36 đến 38 độ, cục bộ có những nơi nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao 39 độ. Còn ở khu vực từ Quảng Nam trở vào đến Ninh Thuận, ở ngưỡng nóng nhiệt thấp hơn, mức nhiệt từ 35 đến 37 độ. Riêng với Bình Thuận tiếp tục nằm ngoài vùng nóng, ngưỡng nhiệt ngày mai ở mức 34 độ. Ở phía Nam, sau những ngày giảm mưa, những cơn mưa dông đã dần xuất hiện nhiều hơn khi có một rãnh thấp trục Nam đến 7 độ vĩ Bắc mới hình thành. Dưới tác động của rãnh thấp này, trong chiều và tối mai, cả Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông trở lại. Trong đó, ở khu vực các tỉnh miền Tây Nam Bộ sẽ có mây ẩm nhiều nên sẽ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Nền nhiệt ngày mai ở Tây Nguyên phổ biến từ 31 đến 33 độ, còn ở các tỉnh Nam Bộ, ngưỡng nhiệt trong khoảng từ 33 đến 35 độ. Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa vẫn duy trì tình trạng thời tiết tốt, gió hướng Tây Nam đến Nam mạnh ở mức cấp 4 đến cấp 5. Nhưng ở khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa lại xuất hiện mưa rào và dông ở mức rải rác, tầm nhìn xa thấp từ 4 đến 10 km.